Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, càng ngày càng có quá nhiều vấn đề về chính trị, tư tưởng liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, lịch sử. Những vấn đề này không còn là vụn vặt, lẻ tẻ nữa. Nó như vết ung nhọt ngày càng xương tấy, ẩn chứa bên trong đầy máu mũ tanh hôi. Nó xuất hiện ngày càng nhiều theo mưu ma trước quỷ của diễn biến hòa bình, những mặt trái của kinh tế thị trường, sự điên đảo nhân thế của đồng tiền chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết vai trò lãnh đạo của đảng đối với văn hóa văn học nghệ thuật bài viết của tuệ phong sự lãnh đạo của đảng đối với văn hóa văn học nghệ thuật là vô cùng quan trọng liên quan đến sự tồn vong của dân tộc của đảng văn hóa còn thì dân tộc còn đảng còn ngược lại văn hóa bị đầu độc phai tàn văn học nghệ thuật bị lợi dụng trở thành công cụ vũ khí phá hoại mê hoặc thì sớm muộn xã hội đất nước sẽ rối loạn tự hủy diệt và chế độ chính trị sẽ sụp đổ đảng mất vai trò lãnh đạo và cảnh núi sông biển máu hoang tàn đổ nát sẽ tái diễn nhìn bài học liên xô ngày trước và ukraine ngày nay văn học nghệ thuật xưa nay luôn là phương tiện phương thức để lưu giữ truyền tải khơi dậy bồi đắp cho lịch sử hào hùng truyền thống văn hóa của dân tộc văn học nghệ thuật không thể rời xa chính dị sự lãnh đạo của đảng luận điệu nghệ thuật vị nghệ thuật khai phóng tự do sáng tạo là chiêu bài hiểm độc của bọn xấu xa hồng biến văn học nghệ thuật trở thành vũ khí thuốc độc để tấn công hạ thấp tiến tới loại bỏ vai trò lãnh đạo của đảng tạo nền móng cho thay đổi chế độ càng ngày càng có quá nhiều vấn đề về chính trị tư tưởng liên quan đến lĩnh vực văn hóa văn học nghệ thuật lịch sử những vấn đề này không còn là vụn vặt lẻ tẻ nữa nó như vết ung nhọt ngày càng sưng tấy, ẩn chứa bên trong đầy máu mũ tanh hôi. Nó xuất hiện ngày càng nhiều thêm mưu ma trước quỷ của diễn biến hòa bình, những mặt trái của kinh tế thị trường, sự điên đảo nhân thế của đồng tiền. Những lùm sùm ẩn khuất, thuyết âm mưu liên quan đến bộ phim Đất rừng phương Nam phiên bản 2023 đã đẩy những bức xúc nghi vấn của dư luận nhân dân bấy lâu nay lên cao trào. Dù có lương khương lấu cá bao biển đến đâu thì rõ ràng bộ phim này đã tạo ra dư luận rất xấu gây tranh cãi chia rẽ xã hội gây hiểu lầm tai hại cho thế hệ trẻ về lịch sử văn hóa khi xuất hiện các chi tiết hội nhóm nặng mùi giang hồ ngoại quốc lại giữ vai trò lãnh đạo nhân dân nam bộ kháng pháp còn việt minh đảng cộng sản thì tuyệt nhiên không được nhắc tới đồng nghĩa với không có vai trò gì cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa văn học nghệ thuật trung ương thì bị dư luận đặt nhiều nghi vấn, có một điều bất cập, vai trò lãnh đạo của Đảng ở đâu khi hội đồng thẩm định phim quốc gia lại không có thành viên nào của ban tuyên giáo trung ương, các hội đồng khác có liên quan đến văn hóa, văn học, nghệ thuật của cơ quan quản lý nhà nước trung ương có thành viên của ban tuyên giáo trung ương không? Là do chưa có quy định, chưa có chủ trương hay là họ tự thấy không cần thiết. Tôi tin rằng các hội đồng kể trên mà có thành viên của ban tuyên giáo trung ương và thành viên đó làm đúng, làm tốt vai trò, thì chắc cũng không đến nỗi để xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến chính trị, tư tưởng, tranh cãi, khúc mắc như hiện nay. Ban tuyên giáo trung ương là cơ quan tham mưu đầu não về chính trị tư tưởng cho đảng, được đảng giao trọng trách như người gác đền tư tưởng. Trước những thực trạng nhức nhối, những nguy cơ to lớn liên quan đến văn hóa, văn học, nghệ thuật, lịch sử hiện nay, nhân dân tôi tha thiết mong muốn cơ quan tư tưởng của đảng thực hiện phát huy tốt chức năng vai trò của mình nhanh chóng có những chỉ đạo rõ ràng quyết liệt nghiêm khắc đối với những vấn đề lùm xùm những nguy cơ sai phạm liên quan đến văn hóa văn học nghệ thuật liên quan đến chính trị tư tưởng góp phần ổn định dư luận củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng